Và đây là phần trình diễn của hai đôi võ sĩ chủ nhà Việt Nam, võ sĩ Bùi Lê Nhật Minh và Nguyễn Trung Tính. Đây là tiết mục đã đoạt huy chương vàng giải trẻ vô vi nam toàn quốc vào tháng 6 tại tỉnh Gia Lai vừa qua. Đây là hai vận động viên trẻ tài năng đầy hứa hẹn của đoàn chủ nhà. Cả hai vận động viên đều đến từ thành phố Cần Thơ và là học trò của võ sư Võ Hữu Lý, hiện là trưởng bộ môn vô vi nam thành phố Cần Thơ. Ở một nội dung đối kháng thì Cần Thơ chúng ta rất quen thuộc với võ sĩ Đoàn Hằng Thông. Võ sĩ đã nhiều lần xuất hiện tại các giải vô vi nam Lết Việt. Phạm Văn Thắng, võ sĩ cũng đã đạt huy chương vàng nội dung hình diễn, cũng là võ sĩ xuất thân từ đơn vị này. Khi thực hiện bài thi song luyện kiếm, các vận động viên phải hết sức chú ý không để vũ khí chạm vào thân thể, vì khi vũ khí chạm vào thân thể, các vận động viên sẽ bị trừ từ 2 điểm đến 5 điểm.